các bạn đang xem video trên kênh YouTube U Vang Mừng Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Vang Mừng Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
chúng tôi hứa hẹn sẽ là một chương trình lễ thành hôn thành công trọn vẹn và hoành tráng nhất trong bữa tiệc ngày hôm nay. Dạ vâng ạ. Một tình cảm ưu ái với một sự thân thiện gần gũi từ các bác thông gia cũng như bậc sinh thành của cô dâu chú rể đang có mặt tại sân khấu trong chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa để gửi lời động viên, gửi lời chúc mừng cho quan viên hẹo hai bên gia đình, ban tổ chức xin đón nhận một tràng pháo tay của toàn thể quý vị. Và để gửi lời chào sự diện, xin mời hai bên gia đình cùng cô dâu chú rể cúi chào toàn thể diễn đơn. Xin kính thưa toàn thể quý vị quan khách hiện diện trên sân khấu lúc này, quý vị đang cùng được chứng kiến sự trình diện đông đủ của những đấng sinh thành, những bậc làm cha làm mẹ cùng cô dâu chú rể, hai nhân vật chính đang hiện diện trên sân khấu trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào, lời đón nhận sự diện của toàn thể quý vị quan khách đã có chút thời gian vào gọc trở về với trong ăn giám đọc tiệc cưới ngày hôm nay. Sau tiếp theo sau đây thì ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời một vị đại diện sẽ thay mặt cho họ nhà gái bước về sân khấu có những kính phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, kính thưa cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ gần xa của hai họ gia đình nhà trai và nhà gái, kính thưa các đồng chí đại diện cho các ban ngành và đại diện cho thủ trưởng đơn vị cơ quan của các cháu đang công tác, hôm nay cho phép tôi thay mặt cho họ nhà gái kính chúc quý vị, quý ông, quý bà, quý cô, quý bác cùng các bạn bè nam nữ của các cháu cùng với các đồng chí đại diện cho lãnh đạo đơn vị cơ quan thủ trưởng của đơn vị các cháu đang công tác một lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe thân thương nhất ạ. Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt đại diện cho gia đình nhà trai xin có lời cảm ơn, lời kính chúc sức khỏe quý cụ, quý ông, quý bà, hai gia đình, quan viên, bốn họ, quý vị, khách quý và bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu. Lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn trân trọng và lòng nhiệt nhất. Sau vòng năm sớm tương lại sau hiệu tình nên những nghĩa kết suy ra, kể từ ngày nay họ chính thức trở thành người một nhà. Họ thay mặt cho ban tổ chức xin được chúc mừng hai họ hai bên gia đình đua nở một giờ. Không bằng giây phút đợi chờ tình yêu, giây phút hạnh phúc cho năm của cô dâu chú rể đang được ban tổ chức đồng hành cùng hai bên gia đình phối hợp thực hiện gia đình cùng cô dâu chú rể. Những tràng pháo tay thật lòng nhiệt hơn nữa. Trong ngày vui trong đại và ngày hôm nay, sự diện không thể thiếu đó là những đấng sinh thành, những nhân vật đặc biệt, những vị đại diện cùng cô dâu chú rể với những tình cảm đặc biệt trong ngày vui hôm nay. Sau đây ban tổ chức xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng xin mời bước về sân khấu bà nội của chú rể. Xin mời bà sẽ trở về sân khấu để dành tặng trai cháu của mình một kỷ vật nhỏ thành những lời chúc tốt đẹp nhất. Xin trân trọng kính mời. Trong gia đình để dành tặng cho đôi bạn trẻ trong chương trình ngày hôm nay và sự diễn đông đủ của toàn thể quý vị, đó là một món quà lớn để hai bên gia đình cùng đôi bạn trẻ đón nhận trong ngày vui hôm nay.
cả hai bà mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Tiếp theo thì ban tổ chức xin mời trai con của mình xin cảm ơn bố mẹ của chú rể với những món quà dành tặng với những lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Xin chào trai con của mình, chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm tình viên mãn, trọn đời tiếp phù thê. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng dành tặng cho hai bên gia đình một tràng tay các bạn. Và món quà tiếp theo sau đây thì ban tổ chức xin mời anh chị của chú rể ạ. Xin mời anh chị sẽ bước về. Gửi lời cảm ơn sự tạo điều kiện đến từ các đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, các đồng chí đồng nghiệp cùng cô dâu chú rể cũng có mặt trong ngày vui hôm nay. Và ban tổ chức xin mời đại diện của cơ quan cùng chú rể sẽ bước về sân khấu dành tặng cho đôi bạn trẻ một món quà. Xin trân trọng kính mời. Những món quà ý nghĩa cùng với những lời chúc tốt đẹp nhất đang được các đồng chí lãnh đạo, cục trưởng của cơ quan cũng như cô dâu chú rể đang dành tặng cho hai bên gia đình, dành tặng cho đôi bạn trẻ. Và một lần nữa để cùng chúc phúc và gửi lời cảm ơn, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đón nhận một tràng pháo tay ạ. Xin cảm ơn món quà cũng như sự diện của các đồng chí lãnh đạo, đồng chí thủ trưởng đã dành cho tình cảm trong chương trình ngày hôm nay. Cùng một lần nữa dừng ra bát xa đũa, hướng sự chú ý về sân khấu để cùng chuẩn bị lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt đẹp trong chương trình ngày hôm nay. Và để chiêm ngưỡng rõ hơn thì xin mời đôi bạn trẻ cùng nắm tay nhau tiến về phía sát trung tâm sân khấu ạ. Toàn thể quý vị chúng ta cùng chuẩn bị dành cho những tràng pháo tay với những lời chúc tốt đẹp nhất để đón nhận giây phút hạnh phúc trăm năm, minh chứng cho tình yêu trọn vẹn, cho hạnh phúc đong đầy. Sau đây xin mời cô dâu chú rể cùng nhau trao cảm nhận tình yêu. Xin trân trọng kính mời. Xin mừng cùng với thời gian, cùng với năm tháng và cùng với khoảng không gian, toàn thể quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón sự hạnh phúc, giây phút thiêng liêng nhất để cô dâu chú rể trao tặng cho nhau cảm nhận tình hôn ngày hôm nay. Với một tình cảm cao quý mà đôi bạn trẻ đang dành tặng cho nhau, với một tình yêu đang đầy, một nụ hôn ngọt ngào, minh chứng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Cô dâu chú rể trao nhau yêu thương sự ngọt ngào hơn nữa. Xin mời cô dâu chú rể hãy tiến sát lại gần nhau ạ. Và món quà tiếp theo sau đây, xin mời đôi bạn trẻ cùng trao nhau sự ngọt ngào với một nụ hôn thật ngọt ngào, sâu đậm. Xin mời quý vị thêm một tràng pháo tay không ạ?